Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đề cập vào vấn đề câu di động nha các bạn. Câu di động á, các bạn sửa điện thoại hoặc là điện tử nha các bạn. Có một vấn đề không thể thiếu á là cái đường mạch nha các bạn. Đây nè, mấy cái đường mạch trên mainboard nè. Cái board này á, cái đường mạch nó sẽ nhiều trường hợp á là thứ nhất là bị rơi vỏ rơi nha các bạn. Đức là nó sẽ bị chóc mạch nha các bạn. Một là chóc mạch ha. Hai á là các bạn, nhất là bị oxy hóa nha các bạn. Vô nước á, cái những cái máy mà bị vô nước lâu ngày các bạn, nó oxy hóa ra ten á, là các bạn nó cái đường mạch của nó sẽ bị mất luôn nha các bạn. Nó bị bay mất luôn. Cái là cái đường mạch đó chính là đường đồng nha. Đây nè, để mình ví dụ cho các bạn thấy. Các bạn thấy không? Đây nè, mấy cái đường mạch đây nè, đường mạch trên dây, cái này dây nguồn nha các bạn, dây nguồn bàn phím mà, cái này là mấy cái đường mạch đây nè là mấy cái đường đồng nha các bạn. Trường hợp mà máy bị vô nước ra ten các bạn là nó bị đứt đường này nha các bạn, hay là nguyên nhân nó bị rơi cái máy mạnh bị rớt mạnh quá thì các đường mà cái linh kiện các bạn, cái linh kiện nối chân tụ này nè nó sẽ bị đứt nha các bạn, đứt lên. Cái phương pháp duy nhất á là các bạn chỉ có cái một cách đó là câu dây đồng nha các bạn. Cái dụng cụ ở đây là các bạn dùng cho mình cái dây đồng này nha, cái dây đồng này dây nhuyễn nha các bạn, dùng cho mấy dây loa các bạn. Cái loa này, cái dây đồng này phải nhỏ nha các bạn, đừng có dày quá nha. Ở đây là mấy cái chỗ mà bán sửa điện thoại các bạn, sửa điện thoại hàng điện tử á, các bạn ra chỗ bán linh kiện á, các bạn mua được dây đồng này nha. Nói bán cho cái cuộn di động nhuyễn á, để dùng để câu dây á, là người ta bán cho bạn các bạn. Cái này lại cuộn lớn nha các bạn, có loại cuộn nhỏ, nó chiết ra cuộn nhỏ cho các bạn nữa. Rồi ở đây có một cái kỹ thuật nha các bạn. Kỹ thuật á, thứ nhất là các bạn cần câu di động, cây di động dùng di động để nối mạch nha các bạn. Nối ví dụ trường hợp là đứt mạch đó, các bạn nối mạch ha. Nối mạch á thì các bạn có, trước tiên á các bạn phải dùng xác định nha các bạn, các bạn phải biết đọc sơ đồ ha. Tại vì các bạn có SIMA, các bạn sơ đồ nguyên lý á, sơ đồ khối á. Các bạn nhất là sơ đồ nguyên lý bạn, sơ đồ mạch á, thì các bạn cho dù các bạn sửa cái máy cùi bắp đi, hoặc là cái máy iPhone như hoặc là smartphone đi các bạn, Android hoặc là cái máy Apple á, thì các bạn cũng phải biết cách đọc cái sơ đồ nha các bạn. Ở đây á mình coi sẽ chiếu hướng dẫn các bạn nha. Các bạn nếu mà đo để kiểm tra thông mạch đó các bạn cho mình dùng cái đồng hồ số nha. Các bạn chuyển qua cái thang đo chuông cho mình nha, chuông nè. Đo thông mạch nha các bạn. Các bạn nhìn sơ đồ á, đây nè. Các bạn chập que đo lên là nó kêu nha các bạn. Nó sẽ báo kêu tít tít nha. Đây nè các bạn, chập que đo vô là nó báo tổng trở trên cái màn hình nè các bạn. Tổng trở trên màn hình mà vừa nó báo kêu tít tít nha. Các bạn nghe không? Đây nè. Vừa tổng trở mà vừa có tiếng chuông kêu nha. Cái này dễ để các bạn đo thông mạch cho nó dễ nha các bạn. Không cần có ai khi gặp các bạn ví dụ đo nè. Đo được. Đây nè. Đo mấy đường này nè, đường mạch đó các bạn. Đây nè. Linh kiện nó thông nha các bạn. Là ok ha. Đó là các bạn có thể xác định được nha, nó cái đường mạch nó thông hay không. Còn cái kỹ thuật câu của bạn, tại vì trường hợp mà cái mạch này các bạn, linh kiện này nó bị đứt á, đây để mình giả sử nha. Giả sử đi, cái con tụ này trên đây nè, con tụ này nha. Đây mình đánh dấu bên đây nè, cái con tụ này, cái đường mạch đó các bạn dò SIMA sơ đồ á, các bạn nhìn thấy nha, cái con tụ này nè các bạn. Đây nè, có con tụ này các bạn, nó sẽ thông mạch các bạn, nó nối từ cái địa điểm này nè, điểm trên này nè, với cái còn chỉ là con tụ này đi, đúng không? Nó nối con tụ này thì các bạn câu sao? Các bạn dò, có thứ nhất các bạn dùng đồng hồ đo, các bạn đo thấy là chiếc khiên đo các bạn kiểm tra thấy đứt đường nha. Đây nè,
Đây nè, các bạn đo. Đo tụ này, đây nè. Trường hợp mà vì đây là nó thông nha các bạn, trường hợp mà ví dụ nó đứt nha các bạn. Các bạn nhìn cái sơ đồ mà nó đã thông kia, các bạn nhìn thấy nó thông mạch nó nối liền với nhau rồi, nhưng mà thực ra các bạn đau thực tế là nó bị đứt nha các bạn. Vì thế là chúng ta phải câu di động nha các bạn. Rồi đó, mình câu di động hai đầu tụ nha nha. Rồi các bạn, thứ nhất cái dây đồng này các bạn lấy mình một đầu ha, các bạn cạo nha các bạn. Các bạn đỡ lên cái vật nào đó các bạn cạo ha, cạo một đầu nha. Bên lớp bên ngoài cái dây đồng này các bạn là lớp vật ni ha, lớp cách điện nha. Nhớ nha các bạn lựa cái dây đồng nào á là lớp bên ngoài ha, hoàn toàn cách điện nha. Nó không, các bạn đo á, đây nè, các bạn chụp que đo lên nè. Lớp bên ngoài là nó không đo nha các bạn. Trường hợp mà có cái loại dây đồng mà nó cách, nó không có lớp cách điện nha các bạn. Lớp không có lớp vật ni á là không câu được nha các bạn. Cái là câu cũng được. Nhưng mà tại vì cái này cái khoảng cách xa các bạn, sợ nó chạm chân linh kiện không được nha. Nên mình khuyên các bạn á là đây nè, các bạn đo nè, chụp vô đây nè. Nó không có báo gì, không lên tổng chở, vậy là ok ha. Lại di động là có lớp vạc ni bên ngoài là cách điện nha các bạn. Đây nè, chợp này á, các bạn cạo á, các bạn cắt một đoạn nha, các bạn cạo cho mình nha. Cắt đầu, đầu đúng không? Đây nè, các bạn đỡ vô cái vật nào á, các bạn dùng cái lưỡi lam nha. Có thể dùng lưỡi lam cũng được, lưỡi đầu lưỡi lam hoặc là cái dao mổ nha. Cái mổ các bạn cạo, cạo sơ, cạo xung quanh nha các bạn, cho nó bay cái lớp vạc ni ra nha. Cạo xung quanh hết nha các bạn. Rồi, cạo cho sạch cái lớp vạc ni bên nó bao phủ cái dây đồng nha, đầu dây đồng nha các bạn. Có thấy không? Đó, các bạn dùng cái mỏ hàn ha, mỏ hàn với dây chì ha. Tốt nhất có cục chì các bạn, cái cục chì với nhựa thông gì đó các bạn xi nha, xi cho mình nha, xi cái đầu dây đồng này nè. Các bạn xi lên nha, cho chì á nó áo nó bám đều cái dây đồng này các bạn. Nhớ phải cạo nha các bạn cạo cái lớp vạc ni á cho nó ra nha các bạn. Cạo cho sạch nó mới bám cho bám chì nha các bạn. Đây nè. Đây các bạn thấy không? Cái đầu của cái này á, cái đầu dây đồng này các bạn là nó bám được lớp chì nha các bạn. Chì là ok nha, nó chắc nha các bạn, khá chắc ha. Rồi một chân á các bạn hàn nha, các bạn hàn ngay linh kiện á, canh sao á cho nó đừng vướng nha các bạn. Cái trường hợp dây đồng này cho cái đầu này các bạn, cái dây đồng này nó sát với con linh kiện nhỏ á, sát với tụ quy chở. Các bạn câu chơi trực tiếp trên cái này luôn nha các bạn. Một á là các bạn nếu mà cái linh kiện á, cái đầu cái con tụ chỏ này nè, nó nói chung các bạn, vì các bạn câu chỗ nào mà thuận tiện nhất nha các bạn, là không bị vướng gì hết á là ok ha. Còn trường hợp mà các bạn á cái vướng cái linh kiện xung quanh các bạn, như tụ chỏ vướng xung linh kiện xung quanh á, thì các bạn phải bắt buộc phải câu trên đầu nha các bạn, ở trên nè. Trên đầu cái tụ này nào các bạn, là sẽ có một lớp chân chì nha các bạn, cái chân mà nó hàng mình hàng được á. Rồi các bạn cạo sơ ha, cạo sơ cho nó bám chì nha các bạn, cạo sơ trên đây nè các bạn cho nó bám chì ha, cho nó ra cái lớp kim loại nha các bạn, nó lòi ra tụ, nhất là tụ chở gì các bạn. Câu giống như kê, tại vì cái tụ nó cao, nó lớn hơn so với mình chở các bạn, nên các bạn câu tốt nhất câu lên đầu tụ nha các bạn. Đầu tụ ha, cái phần nối gần hàng các bạn ta cạo hết nha các bạn. Còn phải chụp phần trên đây y hệt nha, nào các bạn cạo đây nè, cũng phải cạo các bạn, cạo cho nó ra cái lớp này để cho mình dễ hàng nha các bạn.
Rồi. Sau khi cạo xong các bạn cho ít mỡ hàng ha, mỡ hàng dạy thông á. Các bạn xì một ít chì ở đây nha các bạn. Lấy cái mỡ hàng mà nhiều thông ha các bạn. Rồi. Chấm ít xíu lên ha. Chấm một xíu lên đây nha. Rồi, các bạn dùng cái dây chì nha. Cái dây chì á, dây chì các bạn dùng dây chì nhuyễn nha các bạn, nhỏ nhỏ thôi ha. Các bạn bắt đầu xì nha, xì lên ha. Nhớ xì và làm sạch muối hàng trước nha các bạn. Muối hàng ok các bạn. Cái này là tùy ý nha các bạn. Cái kinh nghiệm của bạn các bạn á, các bạn có thể thích làm gì làm ha. Và cái này mình chia sẻ mình cho các bạn cái kinh nghiệm của mình nha. Đó các bạn, cho mình mở hàng ha. Và các bạn si lấy lấy mỡ hàng các bạn si ít chì trên cho đầu trên đầu nha các bạn. Thì nó dính ít chì trên cái đầu linh kiện nha. Rồi được rồi các bạn. Đây nè, các bạn xi trên đầu, nhất là cái đầu tụ nha các bạn. Đây đã mình hàn xong mình ấy ha. Chưa vừa. Nhớ cạo cho nó bám chì nha các bạn, bám chì ha. Xi vừa đủ nha các bạn, xi đừng có xi nhiều quá nha. Còn trường hợp á các bạn nhớ nha, cái trường hợp mà cạo không được nha các bạn. Cạo không được á thì các bạn nhớ ấy. Nhớ dùng cái mũi dao các bạn, dao mổ á các bạn cạo nha, như cái đầu này nè. Nha, yeah, bị lớp đầu á, nó bị oxy quá nó khó bám chì các bạn. Cạo đi, sao cạo bớt đi ha. Ở trên cái tụ này nè. Các bạn để ý các bạn cạo sơ nha, cạo cho hết sạch sẽ cái này. Cạo đây nè, là nó bám chì được nha bạn. Là các bạn cạo đây nè, rồi các bạn chích vô đây nè. Chích miếng nhựa thông vô đây nha. Nhựa thông mở hàng á. Rồi các bạn dùng cái dây chì các bạn. Dây chì các bạn xì lên ha, xì lên là nó bám ngay trên cái đầu nha các bạn. Thấy không các bạn thấy không? Là cái lớn cái con tụ lớn á, để mình làm cho các bạn thấy không. Đây nè, đây cái kỹ thuật nha các bạn. Đây nè, nó bám trên đầu tụ nha các bạn, chỉ chì nè. Còn cái chì mà đây nè, cái nhỏ quá. Này chắc dùng kính hiển vi điện tử á nó mới thấy rõ ha các bạn ha. Còn này kính lúp này nó không thấy rõ ha. Đây nè. Đây là chị mình demo cho các bạn nha, xì nha. Còn cái này nè. Các bạn thấy không, trên đầu hai trên đầu con tụ này nè, nó dính một chút chì nha các bạn. Đây nè, cái đầu này nó cũng dính lớp chì nha, chì nó mỏng mỏng nha các bạn. Các bạn chú ý nha, xi vừa đủ thôi nha, chứ đừng xi nhiều quá nha. Nhiều quá nó lem rồi nó chạm lên chân linh kiện là không được nha. Rồi các bạn đo cái câu một giây trước nha. Đây nè, cái dây đồng á, cái dây đồng mà các bạn vừa xi chì đây nè. Các bạn dính cục chì á, nhỏ không? Các bạn câu cho mình nha. Chấm một đầu, cái đầu mà cái chỗ cái cục chì á, hôm nãy mình vừa xi các bạn. Rồi các bạn tiến hành xi chì cho ấy nha. Dù cái mỏ hàng các bạn chấm nha. Chấm cho chì nó dính với nó bám trên đầu nha các bạn. Sao cho nó gọn đẹp nha các bạn. Đây nè, để mình hàng nha. Thứ nhất các bạn phải nhìn để ý nha, cái này khéo tay tí nha các bạn. Để
thôi. Đây là kỹ thuật nha các bạn, kỹ thuật này không khó lắm nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy không? Cái di động. Đây nè, cái di động nó bám bên đầu nha các bạn, nó không chạm nha. Các bạn lưu ý đừng để cho nó chạm với linh kiện khác nha các bạn. Tại vì các bạn chọn á, chọn cái thứ nhất á, các bạn chọn cái tụ á. Tại vì cái tụ là cái, nó nhô lên cao nhất so với cái linh kiện dán khác nha các bạn. Mấy linh kiện trên đây trên mainboard điện thoại di động nè. Là cái linh kiện SSD, các bạn tụ hay chở. À, nhất là cái gì chở hoặc cung dây các bạn, là linh kiện nó thấp, cái gầm nó thấp hơn so với cái tụ nha các bạn, tụ nó lồi lên cao ha. Thấy các bạn câu á, câu với đầu tụ nha các bạn, đây nè. Thì không kính hiển vi điện tử á, nên các bạn không thấy rõ ha. Đây nè các bạn câu luôn. Nè chấm trên đầu mỏ hàng nè. Rồi đi dây các bạn, cái dây mà mình các bạn hài được một dây đúng không? Một sợi nha, một sợi rồi. Các bạn yên tâm nha, tại vì bên ngoài cái di động này là lớp mini ha, nó cách điện hoàn toàn ha. Ở các bạn đi dây á, ví dụ đây nè, một á là ví dụ cái điểm này á, cái điểm này hoặc là có câu ngược lại trên man bo phía này hoặc là bất kỳ phía nào cũng được. Đây mình hướng dẫn cho bạn đơn giản trước nha. Nè các bạn đi dây đi gọn lại nha các bạn, nhớ đừng cắt dư nha các bạn, cắt vừa phải thôi nha. Đây nè, các bạn đi đường thẳng cũng được ha, đường thẳng kéo xuống, kéo sát ém tém vô sát cái linh kiện nha các bạn. Này tùy hướng tùy các bạn đi nha, nhưng mà chú ý đừng cho nó chạm linh kiện nha, đừng với dây á, đừng có lòng hoằng quá nha các bạn. Đây nè, các bạn kéo ngang cũng được ha, đi sao đi dây cho nó gọn nha các bạn. Rồi các bạn kéo ngang qua đây nè, thấy vừa đủ nha các bạn, vừa đủ nha, vừa đủ là các bạn dùng cái mũi dao mổ các bạn cắt ha, vừa đủ cái vị trí thôi, đừng có dài quá nha bạn, dài quá nhìn nó xấu, nó xấu mọi người ha. Các bạn gắn vô nó dễ bể. Rồi mình cắt đứt rồi nha các bạn, đây nè, đây di động nha các bạn. Rồi các bạn thấy mình sẽ đợi di động không? Nè mình cắt đứt nha các bạn, cái đầu di động nè, nó vừa đủ nha các bạn, vừa đủ, đừng có dài quá nha các bạn. Thấy không? Vừa đủ gắn cái hàng vô cái vị trí này nha các bạn. Rồi cái bước tiếp theo á là các bạn cạo nha, cũng cạo y hệt vậy ha. Các bạn kéo ra một xíu ha, kéo ra mà các bạn kê lên cái miếng nhôm, miếng siêu hay miếng kim loại vậy đó. Rồi các bạn cạo y hệt như trường hợp nãy ha. Nhớ nha các bạn cạo á, các bạn đừng có đỡ cho nó ấy ha, cạo cho nó bay cái lớp vẹt ni lên. Cạo rồi các bạn xi lại cái đầu, cạo một cái phần nhỏ nha các bạn, ngay cái di động quen. Các bạn xoay ha, xoay chứ đừng có đỡ một chỗ nha, tại vì cái lớp vẹt ni á, nó xoay xung quanh á. Rồi các bạn cạo đầy, cạo cho bay cái lớp vẹt ni ra, mình mới dùng chì á, mình xi cho nó bám được và được ha các bạn. Nhớ các bạn hàng trước đầu nha các bạn, hàng một đầu á, sau đó rồi các bạn hàng đầu, cái đầu từ đầu bên còn lại bên kia ha. Ướm dây á, các bạn cắt dây á, cái đừng có già lòng thòng quá nha. Thứ nhất là nhìn nó xấu, nó không có được gọn. Cái thứ hai là ấy, các bạn đi dây, các bạn cắt dây á, đo ướm ok mà các bạn cắt dây một cái ấy nha. Rồi các bạn cạo xong rồi nha các bạn, cạo xong rồi á, bây giờ mình xi luôn nha. Đây nè, di động nè, thấy không, di động không? Đây là mình sẽ xi cái đầu mới vừa mình cạo nha các bạn. Rồi các bạn chấm cục nhựa thông với cục dây chì cũng được mà các bạn. Xi sao cho nó bám chì như y hồi nãy nha các bạn là được ok ha. Còn trường hợp mà các bạn cạo mà các bạn xi mà nó không thấy cục chì nó bám á, là chi ấy các bạn, là các bạn tiếp tục cạo nha, cạo cho bay lớp vẹt ni hàng dính nha các bạn.
Đây nè các bạn thấy không? Đây là vị trí mình vừa xi nha các bạn. Xi á, cái đầu di động của các bạn. Đây là đầu di động nó dính một cục chì nhỏ nha các bạn. Các bạn xi cho nó dính một cục xíu cục chì nhỏ thôi, đừng có dài nhiều quá ha. Để các bạn hàng vô nha. Hàng lại ha. Hàng đúng cái vị trí mà mình cần nôi cần câu nha các bạn. Đây nè, cái vị trí mình cần câu là vị trí này nha các bạn. Rồi các bạn chấm vô nha. Đúng vị trí các bạn cho mình ít một ít mở hàng nhựa thông nha các bạn, cho nó ấy lại nha. Cái phần dư rìa quá thì các bạn cắt bớt nha. Chấm một chút xíu nha các bạn. Cho nó dễ hàng ha. Tại vì lúc trên đầu các bạn mình đã xi một ít chì nha các bạn. Để các bạn hàng trên đầu thôi nha, là nó bám được rồi. Không liên quan đấy. Rồi, còn chích vô là xong rồi các bạn. Các bạn thấy không? Đây nè. Đây mình chỉ mình câu nha các bạn, cái di động vừa câu nha các bạn. Đây nè, cái vị trí mình cần câu nha các bạn, đây nè. Thấy không? Câu từ điểm A nè các bạn, cái này gọi là điểm A, còn cái này gọi là điểm B ha. Điểm B điểm này nè. Như vậy là từ cái điểm A nha các bạn. Cái điểm A đến điểm B nha các bạn, mình đã câu được rồi nha các bạn. Khi các bạn câu xong á, các bạn đo lại cho mình nha. Đo lại các bạn. Cũng đỡ cái thang đo chuông nha các bạn. Các bạn đo coi nó thông mạch không nha. Nó sẽ kêu lên nha các bạn, kêu lên là ok ha. Nè cái đầu này nè. Bạn trên đầu tụ nè, các bạn đo trên đầu tụ coi. Cái trên đầu tụ bên đây nè, coi có nó thông không nha. Thấy không? Bạn thấy không? Đo nghe cái tiếng chuông kêu các bạn, tiếng chuông kêu và là cái tổng trở trên cái màn hình này nè. Là ok nha các bạn. Là nó thông, là các bạn đã câu thành công rồi nha. Cái đường mạch nó bị đứt các bạn, cái đường đồng á nó bị đứt á. Đó các bạn câu nha. Đây nè, các bạn thấy không? Như vậy là đã thành công rồi nha các bạn. Rồi sau đó khi các bạn câu xong á các bạn đùm nhíp các bạn. Rồi các bạn tém lại cho nó gọn gọn nha các bạn. Đi đúng đường ấy ha, đừng có để cho nó lồi qua ấy quá. Các bạn không sao, không sợ nha, tại vì cái đường này là cái đường cái lớp phạt ni bên ngoài các bạn. Lớp ni bên ngoài cách điện á, các bạn đi cho nó cho gọn nha, đừng có vướng linh kiện đừng ấy được rồi. Rồi các bạn thấy không? Đây nè. Nhét cho nó sát vào, nằm sát trên mặt in nhau này, nằm sát trên bo luôn nha. Rồi các bạn thấy không? Đây nè. Nó gọn nha các bạn, không dài lòng thòng nha, nó vừa đủ, vừa đến đủ thôi nha. Nhét cái nhớ các bạn hàng cho nó chắc vào nhau rồi. Đo đừng để cho cái linh kiện nha các bạn, đừng như hai tụ này chạm nhau nha. Đấy, nó chạm với cái linh kiện khác nha, mà không được nha. Các bạn kiểm tra nó tốt nhất các bạn trang bị một cái kính lúp nha các bạn. Cái kính mà kính hiển vi điện tử á, các bạn soi á, nó rõ hơn cái đường mạch in luôn nha. Các bạn đo thì nhìn cái đường mạch coi nó bị chạm hay không nha. Còn mình không có, mình có các bạn không có các bạn thay kính lúp cũng được ha. Thấy không? Vậy là ok nha các bạn. Khi các bạn á, đây nè, cái đường di động á, nó sẽ đi gọn lại nha các bạn. Nó không có lồi lõm, không có dư giả, không ấy nha. Các bạn cắt vừa đủ thôi. Là như vậy là đúng kỹ thuật nha các bạn. Cái kỹ thuật này rất dễ nha, không có gì khó đó. Cái trường hợp này á các bạn, ngoài các bạn câu đường di động trên bo mạch nè các bạn. Rồi các bạn có thể, đây nè, có thể mấy cái bo mạch socket nè các bạn. Câu cho socket cũng được nha các bạn. Socket là cái câu cái chân bên ngoài nha. Cái chân bên ngoài các bạn câu socket được nha, bình thường thôi. Cái từ hoặc là các bạn câu từ bo mạch bên này qua bên này cũng được nha. Câu đi dây sao cho nó gọn gàng hoặc đàng hoàng nha. Cái mặt bên đây nè. Rồi nó qua mặt bên đây cũng được nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể câu di động cái màn hình nè. Cái màn hình đó. Ở đây cái cổ cáp màn hình ha, cái socket đó, mấy cáp mà màn hình đây nè. Mấy chân màn hình nó bị đứt nha bạn. Các bạn nếu bạn không có
tìm không ra màn hình á, mà trường hợp nó bị đứt các bạn có thể câu được nha. Câu nè, mấy chân bằng chân cắp màn hình nè, câu được nha. Câu được hoặc là mấy dây nguồn nha các bạn, nhất là dây nguồn. Hồi xưa cái dây nguồn Samsung á các bạn, mấy nó gặp mấy máy vỏ sò các bạn. Sử dụng Samsung có câu di động là bình thường nha. Nè. Câu trên socket nè. Coi ví dụ nó bị đứt đường nào á các bạn câu ha. Mấy chân socket nữa các bạn tháo ra các bạn câu di động được nha. Hoặc là câu di phím nè các bạn. Đây là cái cắt phím nè. Cái cắt phím các bạn đo coi nó bị đứt cái đường di động nào các bạn câu được nha. Cái kỹ thuật này nói chung là cũng không khó nha các bạn. Hoàn toàn dễ nha. Các bạn cần chú ý một xíu là các bạn có thể làm được nha. Nhất là các bạn phải biết đọc sơ đồ, biết cái đường cái điểm A điểm B của mình á nó bị đứt đường nào, đứt chỗ nào mà cần mình cần câu từ điểm A đến B như thế nào thì các bạn làm cũng được nha. Các bạn si chì rồi các bạn câu chọn di động sao á. À rồi. Cạo lớp vật nghi cho nó tách cái phần đồng ra các bạn mới si chì được nha. Ở trong video tới các bạn. Cái này kỹ thuật câu di động là đơn giản nha các bạn. Còn một cái kỹ thuật nữa là câu di động trên bo nha các bạn. Nhất là các bạn cái máy cái khi trường hợp mà cái bo mạch đó các bạn, cái bo mạch bị đứt chân nha, cái linh kiện á. Các bạn nhất là cái IC đổ keo nè các bạn. IC đổ keo mà các bạn bẫy keo lên á, mà không khéo các bạn đứt chân á thì các bạn câu di động sao? Cái cách câu di động á tại vì nó đứt mạch giờ in rồi các bạn không thể câu được. Đây nè. Đây cái chân linh kiện các bạn, như con CPU nè các bạn. Đây CPU nha, con LAT nè các bạn. Các bạn có thể câu di động được nha. Đây là câu trên cái chân IC nha các bạn. Kỹ thuật câu á nè, mấy chân IC nè. Này IC mình đục ra lại mà chưa làm keo lại nha. Rồi trong video kế tiếp á mình sẽ hướng dẫn các bạn cách câu di động mà trường hợp mà các bạn cái trên cái bo chân linh kiện á nó bị đứt mạch nha các bạn. Rồi các bạn câu trực tiếp trên IC luôn nha. Câu ra ngoài. Rồi video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn cần hỗ trợ hay tư vấn gì đó, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Rồi mình sẽ support cho các bạn nha.